Hạnh phúc là được chia sẻ yêu thương. Đây cũng là chương trình thiện nguyện được triển khai tại làng trẻ em SOS Đà Nẵng với mong muốn tiếp sức để các em nhỏ được trang bị nguồn lực, đảm bảo cơ hội học tập và trưởng thành. Tại làng trẻ em SOS Đà Nẵng hiện có 105 em đang ở 16 gia đình. Do tình hình dịch COVID-19, trẻ từ lớp 1 đến lớp 12 học trực tuyến trong học kỳ 1 năm học 2021-2022 từ tháng 2 năm 2022 trẻ đi học trực tiếp tại trường tuy nhiên một số lớp tạm thời vẫn học trực tuyến do có nhiều ca dương tính để hỗ trợ việc học tập trực tuyến làng SOS đã hỗ trợ mỗi gia đình trong làng hai máy tính và lưu xá 4 máy tính kèm theo tai nghe và webcam hiện tại ở Việt Nam có rất là nhiều các bạn trẻ các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn thì xuất phát từ điểm này thì công ty chúng em cũng muốn đem lại những cái món quà Tuy nó chỉ là một cái giá trị vật chất khá là nhỏ, nhưng mà nó chất chứa rất là nhiều cái tình cảm và hy vọng là sẽ giúp được một phần nào cho các bé. Nhằm đồng hành sẽ chia với các em, đại diện Mac Global Exchange đã trao tặng máy tính Casino FX500VNX và các phần quà cho trẻ em tại làng SOS Tà Nẵng. Mac Global Agent mong muốn được đóng góp chia sẻ một phần nhỏ để các em nhỏ tại làng SOS có thêm điều kiện học tập tốt hơn và hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn, có ích cho xã hội.